nghe chất âm thế nào ạ? Rất là hay đúng không ạ? Vừa rồi thì anh em đang nghe chất âm của bộ đôi lân tiếng Lách Đác 233 và một con lòng xì rất là cao cấp của bên em 231S nguồn xuyến. Đó. Ngày hôm nay thì em có giới thiệu với tất cả anh em combo lân tiếng và lọc xì để cho chúng ta ghép cho bộ dàn karaoke gia đình làm sao nó hay, nó hợp lý đúng không ạ? Đó, thì đây là hai cái sản phẩm rất là tốt để cho chúng ta chơi. Và đồng giá là 1.400.000 đồng. Đó. Đồng giá anh em nhé, 1.400.000 đồng hai sản phẩm này. Đó. Và là bao ship và tặng dây rắc cho anh em. Đang mở rất là nhỏ thôi nhưng chất âm cho ra rất là hay, rất là tí tách đúng không ạ, tiếng bass rất là sâu. Tăng bass lên một chút này, độ nhạy rất là cao nhá. Anh em thể tăng bass trên lân tiếng hoặc lọc xì đều ok. Ok chưa? Thì giới thiệu với tất cả anh em hai sản phẩm này. Đầu tiên thì là con lân tiếng Lách, một dòng lân tiếng Đác 233 xử lý chất âm rất là tuyệt vời. Với con lân tiếng này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 1.400.000 đồng. Anh em có thể nhìn thấy đây, đây là dòng rất là tốt, đều có in chữ Lách ở trên cái thân vỏ anh em nhé, và tất cả đều có tem quét mã QR, lịch bảo hành điện tử đầy đủ cho anh em. Với dòng lân tiếng này thì nó có cả cổng quang Bluetooth và C1, CS2. Ở đây em đang sử dụng cổng quang. Ok chưa ạ? X-Cover và phần 3V. Cái này cắt giải tần anh em nhé. Đó, khi anh em cắm cổng sub vào đây, vào cổng sub bass này anh em sẽ cắt giải rất là rộng, từ 40Hz cho đến 220Hz. Ok chưa? Đó. Nếu mà anh em chưa sub điện sub hơi thì ok. Đó, còn đây là bass volt, tức là to nhỏ của phần bass anh em nhé, to nhỏ của phần sub. Tiếp đến thì đây nó sẽ là phần đảo pha. Đó, ok chưa? Ngoài ra đây nó là vai bass. Vai bass là sử dụng hay không sử dụng qua lưng tiếng. Khi chúng ta nhả ra thì tiếng nó rất là tối đúng không ạ? Nghe nó không được lực, nhấn vào này. Đó, khác biệt hoàn toàn đúng không ạ? Tối chưa? Nghe nó rất là yếu đúng không? Tăng lên này. Đó, nhả ra này. Nghe khác biệt hoàn toàn đúng không? Đó, nhấn vào này. Nghe nó rất là phê đúng không? Đó, đây là cái điều đặc biệt của con lân tiếng anh em nhá. Đây là điều đặc biệt của lân tiếng Lách. Ngoài ra anh em có thể chỉnh bass, Bluetooth, đó, và phần tune, phần check trên con lưng tiếng này. Đây là giảm bass đi này, giảm check này. Đó, anh em nghe đấy ạ. Nghe nó chán luôn đúng không ạ? Tăng lên này. Anh em tăng kênh 1 như thế nào, anh em tăng kênh 2 phải như vậy nhá, thì nó mới đều được, nó ra loa trái loa phải nó mới hay. Tiếp đến thì giới thiệu với anh em con lọc xì. Với con lọc xì DX231 này thì em cũng đã giới thiệu với tất cả anh em rất nhiều rồi. Con lọc này thì mỗi một kênh của nó anh em nhé, nó có hai kênh nó chia ra. Thì mỗi kênh này của nó là anh em thể nhìn thấy có rất là nhiều cần, có rất là nhiều cần fader để cho anh em chỉnh. Đó, nó lên tới 31 cần anh em nhé. Đó, những cần này nó như cần equalizer ấy. Đó, nó như nó là cần equalizer để cho anh em tinh chỉnh.
Anh em chỉ cần hiểu cái thông số từ 20Hz cho đến 200Hz nó là cái giải bass, từ 200 cho đến 2kg thì nó sẽ là giải trung, và từ 2kg cho đến về cuối này là 20kg thì nó sẽ là giải check. Đó. Anh em muốn giảm check đi đúng không ạ? Em sẽ tăng lên. Anh em muốn giảm bass đi. Đó. Nghe khác chưa? Mất bass đúng không ạ? Giảm check đi. Mất check đúng không ạ? Độ nhạy rất là cao con trên con lọc xì này. Tăng lên này. Tăng bass nhá. Đó, tăng bass này, ok chưa? Tăng check này. Tăng check nhá. Nghe khác biệt chưa? Ngoài ra có nút bypass sử dụng hay không sử dụng. Đó. Bình thường em nhấn vào nó sẽ không sử dụng anh em nhá. Đó, tiếp đến là nhả ra này. Nhả ra nghe tiếng lọc của nó rất là hay đúng không ạ? Chất âm ra rất là tuyệt vời. Lau cắt là cắt đi âm trầm. Đó, lau cắt là cắt âm trầm. Nhả ra nhá, bình thường em nhả ra. Răng gơ đó là tăng âm trầm của ta lên. Đó. Răng gơ là tăng trầm đúng không ạ? Lau cắt là cắt trầm. Đấy, khi chúng ta nhấn vào nó sẽ là cắt. Ok chưa? Bình thường cái nút lau cắt anh em sẽ nhả ra. Đó. Thì giá con lọc này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 1.400.000 đồng. Đó. Nói chung là rất là phù hợp cho anh em chơi gia đình. Anh em mà muốn tinh chỉnh bằng tay ấy, để lên sử dụng lưng tiếng với lọc xì rất là tuyệt vời. Đó. Thì hai cái sản phẩm này của bên em này đều là bao ship. À, anh em có nhu cầu em cứ liên hệ trực tiếp với bên em thôi. À, rồi ok, xin chào tất cả anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. À, anh em xem video thấy hay nhớ cho xin một like, một đăng ký kênh. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em ở video gần nhất ạ.